Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 555 về việc thực hiện chỉ thị số 08 ngày 1 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Long An. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu bám sát nội dung chỉ thị số 08 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên hiệu quả giữa các sở ngành tỉnh quỹ ban nhân dân các quyền thị xã thành phố và các cơ sở giáo dục địa phương trong việc triển khai chỉ thị số 08, bảo đảm thời gian theo kế hoạch triển khai thực hiện của bộ giáo dục và đào tạo, xác định nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở tỉnh và địa phương, bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc chất lượng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của năm học phù hợp với chức năng nhiệm vụ của mỗi cơ sở giáo dục đơn vị địa phương, thường xuyên kiểm tra đôn đốc hướng dẫn giải quyết những vướng mắc khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai kế hoạch. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch này. Kinh phí thực hiện sử dụng lồng ghép giữa nguồn kinh phí hợp pháp của các cơ sở giáo dục, nguồn tài trợ diện trợ, quy động từ nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.